quê Tây thích chơi, thích đi ô tô đó, đi bên trên thích đi xe máy á. Đây, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Đây vườn út chở ba khoai tây với lại khoai tây nè. Giờ đếm. Hôm bữa là chưa có câu cá được cho nên là hôm nay lên được câu cá. Bộ không, mình tới kia đó là mình đi bộ chứ giờ này mà đi bộ gì. Chờ chút hả, dì Út đang tra đường rồi sao mình đi. Ok, vô cái liều ở trên cái ao. Dạ có, anh chị đi chung mà anh chị lên sâu. Anh chị tức là có, anh chị lên đi trước rồi nhưng mà anh chị bận cái gì đó cho nên chưa có về nhà. Là có nghĩa là cũng với tụi em nhưng mà là dạ. Đâu đó hả, ngồi đó đi để anh lấy nước với bánh ra chơi. Không không không. mỗi lần ba khoai tây tạo giác đồ làm vậy không à? Yeah. But you are poor guy. Yeah. Tại như hôm nay nước lớn, anh nói là nước phiên vô cho nên là chưa có kịp trận, cho nên là nó. Nhưng là có nghĩa là nước ở trên hồ người thả ra để cho người ta vô ruộng, vô lúa, vô đồ á. Thành ra là đi làm phải canh con nước. Nước là nước của nhà nước, nó xả ra. Xả ra để vô ruộng, vô đồ á. Rồi cái ao mình có ống thông vô á. Dạ. Bánh đất khoai tây không ăn được à? Nè, ba khoai tây thì đang chuẩn bị cần câu. Còn vườn út thì đang đào trùng. Đi xuống coi gì vườn út đào trùng nè, nghĩa là cầu tứ gặt. Annie? Nothing.
bébé mon frère là, pour une petite. Trop petit, regarde. Oh, finally, finally, some. But I thought that no insect can bite you. Oh, a lot. You have to remove them a lot in your. Sa sa cái này cái ở trên dép của nó hả? Bò quá trời vậy luôn. Hả? Đây nè. Oh, đây nữa nè. Oh. Oh, don't stand it. Move to another place. Your slippers, your new home. Chưa câu được con cá nào mà nó thấy vui. Ai chung chả. Oh, no. You too? Yeah. Because there is water, so they have to leave their homes. Yeah. Ui, cái này nó ướt mà hơi kẹt chân tấn. Oh, kiến. Bước qua thôi mà cũng đã bị à. Ok. Now you can fish. We have some already. Ooh, trời ơi, mấy bà kiến này cắn trời ơi. Như lửa đốt luôn. Lâu rồi mới bị kiến cắn. Nu survive? Nu survive? Funktionieren nur ein? Frage ich? Super size hook. Frage ich, dass da. Okay, mich Kartoffel, ha? Phải tay giờ quen cô Trinh rồi đó. Ngon. Người ta biết thưởng thức lắm nha, cô Trinh này. Thấy sữa không? Cô Trinh thấy sữa ăn. Thấy sữa không? Để thấy sữa nha. Đây. Cô Trinh ôm đi hái vô sữa nè. Sao vậy, đi hái vô sữa với cô Trinh đi. À đó, đó chú sữa bên kia bữa mình ăn chú sữa ngon ơi là ngon. Cô Trinh ăn đi hái vô sữa. Ừ. Từ sao? Cho lên giọng nằm mày đi. Sao rồi? Roll. Ừ. Chừng té con đi, chừng từ thôi con. Không có cho đi ra cái cửa này. Chơi ở trong cái vòng này thôi. You knock no? I don't think that you can fish. Oh, this one. Easy. Chừng á con à. Ba khoai tây câu được một con cá. lấy nước đây luôn hả? Lấy nước đây nè. Nó có hả? Có gì anh? Rửa nhỏ quá. Nhỏ quá thì tháo ra hả? Không biết. Rô này thì nhỏ. Yeah, so small. Yeah. Rô này thì nhỏ. Nhỏ quá. Bỏ cũng được cho nó coi đi đã rồi lấy cái xong bỏ xô đi anh. Ủa nhớ mày bỏ xô rồi nó mệt nó chết sao? Ăn rồi. Cả ngày cứ ăn cái này không mà không chịu ăn đồ ăn đâu. Dần Út câu được con cá bự. Dạ. Sao
ơi, xa. This one is second to death. Ah, he said that you have to fit the fish again. The hook? No, I think it's here. No, look. Yeah. Thấy dấu sữa. Ồ, có cái cần ô đá chưa? Ở nó đây quên một con thêm. Nhưng mà con này nhỏ quá. Too much. À, stuck in anh con này, con cá này nó ăn cho nên là nó dính vô sâu lắm. Give me a small stick. Piece of wood. I don't know. Bây hai anh rẽ tay câu hồi được mớ cá này nè, ông bà cô chú ơi. How many fish is this your fish? Okay, and the others belong to... Okay, we go to harvest the jackfruit. Okay. Let's go. Cầm luôn cái... Đây à? Dao ha? Tranh thủ cắt mít chứ để nó chiều tối mít nó cũng chín rồi. Còn trái tinh dẫn khoai đi nhiều chuyện rồi. Thôi đi cái đi không? Hả? Không. Có nâng lên đây trái mít rễ hai trái mít này xong đem về nhà vô trời ơi đứng xa mà nghe mùi mùi thơm này. Ngày hôm bữa là phải hả ghé mũi vô ngửi mới thơm ha, bây giờ là đứng xa đã thấy thơm này, mềm mày ha. Ồ thơm phân phức luôn, mềm mềm hơi mềm. Ồ ngon này ngon rồi. Cha, ôi trời rồi vô thấy nó đã. Ừ. Khoai tây tới này. Ok, hả? Sasa will cut it and you have to hold the food. Be careful, hả? Huh? Cẩn thận. 1, 2. Okay. Wow. Oh. Thơm quá. Thơm. Rest that. Say good, huh? It's good, yeah. Yeah. Okay. We bring it home. Good job. Okay. Giờ này bắt đầu chiều tối rồi, cho nên thành ra là kêu hai ảnh ngừng câu cá. Để mà đi ăn tối. Ok, so we stop fishing, huh? To go to eat, to have dinner. Ok. So you want to one... Wait a few seconds, I catch a big one. Sure? No. I was only wagging. The man said that you are fish killer. Like lady killer, you know? He's not at baiting anymore anyway. Yeah. He went for dinner. Yeah. My brother said that we will have... we will eat... sheep. Sheep? Yeah.
Do you like it or not? I like everything. Except sheep included. Except the cake from the rice cake. And yogurt. And yogurt. Yeah. So wait for the last one. No, I think they are not biting. It's too lazy, and I think they went to sleep already. Okay, too many mosquitoes anyway. Yeah, okay. Finish, huh? Back and do it. Huh? Very small. Oh. I'm so good. Mấy đây mà bà khoai tây bị mũi nó nhít rồi. Okay, then we have to release them. Yeah. Immediately? Yeah. Go somewhere. Wait, one by one. Okay. Yeah. You want to throw them? Go over there. Okay, boys. We had fun. Please. No mind. À, anh nào câu được con nào thì tự thả con đó. No. Oh, they are so strong, huh? Rồi bỏ xuống cái nó bơi ngay tức lự luôn. Come on. You all survived for this time. Oh, 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 be careful. Okay, everything, huh? Rồi xong, đây thôi. Rồi, xa có thêm đứa con nữa là ngon á ha. Đi, đi vô má thay đồ cho. Đi vô má thay đồ. Bà về à? Rồi mi gió, khoai tây mi gió đi. À, bye bye ông bà. Bye bye ông bà nè, khoai tây bye bye ông bà. Bye bye. Dạ mùng 1 luôn đi. Dạ bữa nay là mùng 9 hay mùng 8 thôi. Mùng 1 ạ, mùng 1 á. Dạ. Dạ. À, ngày một tuần nữa bay. Không, một tuần nữa à. Dưới Sài Gòn có hai ba bữa là bay à. Dạ. Bay hai hướng chứ, con khác em khác chứ. Dạ, chồng con bay về trước. Rồi xong sau đó là tới xa. Rồi xong nói với chồng xa, còn con thì ở lại. Xa nó ở xa hơn con, gần hơn con. Xa nó ở Pháp mà không có không biết đâu. Bay thì cũng tùy hãng à. Do mình quá cảnh chỗ nào thì nó xa nó gần. Dạ. Ok. Dạ, con chào ạ. Dạ. Dạ, đây, bye bye rồi. Sau khi mà chơi xong ở nhà chị dâu thì bắt đầu cả nhà đi về. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình Khoai Tây. Xin hẹn gặp lại những video sau.